chương trình tư vấn tâm lý và chăm sóc tinh thần mùa dịch. Ngọc Anh kính chào quý vị đang đến với chương trình Psyche chăm sóc tinh thần mùa dịch. Kính thưa quý vị thính giả, độc giả của báo Tuổi Trẻ, chương trình radio này mong muốn có thể chia sẻ, giải đáp và đồng hành với quý vị thính giả, độc giả trong những ngày mà chúng ta đang phải đối mặt với đại dịch Covid-19 rất khủng khiếp. Và thưa quý vị, chương trình được thực hiện bởi Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng báo Tuổi Trẻ, nằm trong chuỗi hoạt động nghiên cứu, xây dựng một số hoạt động chăm sóc tinh thần cho đối tượng tại khu cách ly. Quý vị thân mến, Thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị cho 1.937 trẻ em dưới 16 tuổi mắc COVID-19, chiếm tỷ lệ hơn 5,8%. Tuy số lượng mắc COVID-19 không quá cao, xét trên phân nhóm, nhưng đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất sâu sắc đến trẻ em. Theo nghiên cứu của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, đại dịch COVID-19 ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ em ở 3 khía cạnh. Một là trẻ bị lây nhiễm hoặc người chăm sóc trẻ trực tiếp bị lây nhiễm. Hai là trẻ bị ảnh hưởng bởi các hành động nhằm làm ngăn chặn đại dịch như việc đóng cửa trường học, gián đoạn các dịch vụ y tế thiết yếu và tiêm chủng. Ba là cuộc khủng hoảng kinh tế, xã hội ảnh hưởng đến các thành tựu dài hạn về quyền trẻ em. Vậy làm sao để bảo vệ trẻ em và giảm tổn thất tinh thần đối với các em? Ngay bây giờ, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề Trẻ em trong tâm dịch với những chia sẻ của chính các em. Chào các bạn nhỏ, đã bao lâu rồi các em chưa được ra đường? Các em có biết rằng là những việc gì đang xảy ra xung quanh mình hay không? Và không biết rằng là cái cảm xúc lúc này của các bạn như thế nào khi mà các bạn phải ở trong nhà trong suốt một cái khoảng thời gian dài như vậy? Tối nào ăn cơm á, nhà con cũng mở thời sự, trên tivi bảo là con Covid làm nhiều người bị bệnh lắm, còn chết nữa. Mẹ con dặn đi đâu về cũng phải rửa tay, không thì sẽ làm ông ngoại bị bệnh. Ông bị bệnh rồi không ai chơi giúp con nữa. Hè này có Covid nên không được đi đâu, con toàn phải ở nhà xem tivi, không được xuống sân chơi với các bạn, cũng không được qua nhà bạn như hồi xưa nữa. Ở nhà buồn lắm, nhưng ba mẹ bảo là ra ngoài thì cả nhà sẽ bị ốm hết. Con sợ ốm nên ở nhà. Tại Covid nên lớp con chỉ được làm lễ tổng kết đã nghỉ hè rồi. Bình thường hè ba mẹ hay cho con về quê chơi với ông bà, nhưng năm nay thì chỉ ở nhà thôi ạ. Ba mẹ con cũng không đi làm được luôn. Con xem trên tivi mọi người bảo có rất nhiều nước bị Covid. Ở nước mình thì bây giờ Thành phố Hồ Chí Minh là nhiều người bị bệnh nhất ạ. Điều mà con mong đợi nhất hiện nay là điều gì? Con mong được đi học để gặp mấy bạn ạ. Học trực tuyến cũng vui, nhưng tắt điện thoại đi thì không nói chuyện được với mấy bạn nữa. Năm nay con được cô giáo khen nên ba mẹ hứa đưa con đi làm xin, mà giờ đâu có đi được. Con mong hết dịch để lại được đi ăn kem với chơi tàu siêu tốc ở Đầm Sen. Nếu hết dịch, con muốn được về quê chơi với ông bà. Nhà ông bà con có vườn cây với mấy con mèo xinh lắm. Về đó, con còn được đi câu cá với mấy anh chị họ nữa. Con thích lắm ạ. Thưa quý vị, nghe những lời chia sẻ của các con nhắn nhủ mà Ngọc Ánh chợt thấy xót xa với những mong ước quá đỗi bình thường là nhu cầu cơ bản hàng ngày, thì giờ đây trở thành một điều gì đó rất xa xỉ đối với các con. Thay vì có căng thẳng về những biểu hiện, thì sao chúng ta không quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh? Cái khó vẫn ở đó, chắc chắn. Nhưng nếu nghĩ về cái dài lâu, thì mỗi gia đình hãy cố gắng tuân thủ thật chặt những quy định của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch và các cơ quan chức năng các cấp có liên quan, hướng dẫn và yêu cầu chúng ta thực hiện. Chúng tôi có nhận được một lá thư của phụ huynh em Nguyên Bình gửi về cho chương trình. Đó là một lá thư đặc biệt do em Bình viết gửi cho chính mình trong tương lai. Em viết như sau. Chào bạn, tương lai của tớ. Khi bạn nhận được lá thư này thì đã là ngày 14 tháng 10 rồi phải không nào?
chúng mình cùng đón sinh nhật tuổi số 9 rồi đấy. Và giờ dịch bệnh đã hết phải không? Chắc bạn sẽ vui lắm vì được đi học phải không? Mấy bạn lớp mình, Danh Khải, Xuân Hùng vẫn còn mấy trò chơi cũ chứ gì? À, bạn về quê thăm bà nội và bà ngoại chưa? Gặp được anh họ thì tha hồ được chơi game cùng mà mẹ chẳng la tí nào. Ôi, nghĩ tới đó mà đã thấy quá tuyệt. Hy vọng dịch bệnh sẽ hết và chúng ta sẽ được làm những điều mình thích nhé. Chứ ngày nào cũng ở trong phòng, mình chán lắm rồi. Hẹn gặp lại bạn trong tương lai. Ký tên Bình. Quý vị thính giả thân mến, lá thư thật nhiều cảm xúc, gửi gắm vào đó là bao nhiêu dự định sẽ thực hiện khi hết dịch và cả những mong ước không chỉ của riêng Bình mà còn là mong ước của tất cả chúng ta, đó là dịch bệnh có thể chấm dứt. Vậy, làm thế nào để trẻ có thể chung sống an toàn, tích cực khi đang ở trong tâm dịch? Ngay sau đây, mời quý vị thính giả sẽ cùng đến với phần chia sẻ của chuyên gia, tiến sĩ tâm lý học Đỗ Tất Thiên. Có thể kể đến một số nhóm nguyên nhân chính dẫn đến những khó khăn, tổn thương tâm lý mà trẻ thường hay mắc phải trong dịch Covid-19. Giảm sự tập trung chú ý, nhiều em thậm chí thì còn dễ nổi nóng, dễ xúc động hơn. Đáng ngại hơn là với nhóm thanh thiếu nhi ở thành phố, khi mà không gian sinh hoạt của các em chật hẹp, không khí bí bách, tù. Thưa quý vị, quả thực có rất nhiều vấn đề cần hỗ trợ cho trẻ trong giai đoạn này và ngay tại nhà. Quý cha mẹ có thể thực hiện vài bí kíp sau đây để đồng hành cùng con. Chúng ta hãy cùng lắng nghe các cách mà những phụ huynh sau đây đã thực hiện nhé. Mấy bạn nhà chị thì cũng cấp 2 rồi nên là chị hay tận dụng khoảng thời gian này để dạy mấy bạn ấy nấu ăn luôn. Mấy mẹ con thì hay lên YouTube để xem có món nào ngon ngon, đơn giản thì cùng nhau làm. Chứ mà giờ để mấy đứa nó tự chơi thì chỉ có ôm điện thoại cả ngày thôi. Hại mắt với cờ bời hoài lắm. Nhóc nhà chị thì nó thích học tin học lắm em. Mà bình thường thấy là học thì cũng có năng khiếu, nó mê, thấy cũng có năng khiếu dữ lắm. Trước dịch thì chị đưa nó đi qua nhà văn hóa nè, nhà thiếu nhi nè, cho nó học, có bạn bè thầy cô nó vui. Mà mấy bữa nay thì dịch quá thì cũng ở nhà, thì nó cũng lên, nó coi, nó làm mấy cái nó học á, thấy cũng buồn, cũng tội nghiệp, chứ học cái mới. Cho nên chị thấy vậy, cái chị cũng lên mạng, chị coi mấy khóa học online đồ nè. Đó, nhiều người ta học online nhiều quá nè. À, thì cũng nhiều lắm nha. Ủa, thấy đa dạng dữ lắm. Chị cũng đăng ký cho nó học. À, bây giờ vui liền. Có là bạn bè đồ học, thấy cũng vui, cũng bổ ích. Đó, thì chị nhìn nó vậy, chị cũng mừng. Chứ nhà buồn tội nghiệp. Để có thể chăm sóc thể chất và tinh thần cho trẻ em trong tâm dịch, cần lưu ý vấn đề sau. Đầu tiên, hãy giữ vệ sinh sạch sẽ. Ba mẹ cần đảm bảo vệ sinh sạch sẽ môi trường xung quanh. Nơi sinh hoạt của trẻ phải được tiệt trùng, lau chùi thường xuyên. Bên cạnh đó, ba mẹ có thể hạn chế nguy cơ nhiễm bệnh do tiếp xúc bề mặt bằng cách vệ sinh các vật dụng, đồ chơi của trẻ. Những vị trí nhiều người chạm vào như tay nắm cửa, nên dùng chất cồn hoặc dung dịch kháng khuẩn để loại bỏ tối đa các loại virus, vi khuẩn bám vào. Ngoài ra, ba mẹ cần đảm bảo trẻ có một chế độ dinh dưỡng đầy đủ, hợp lý và lối sống lành mạnh. Cụ thể như cho trẻ uống đủ nước, bổ sung các thực phẩm giàu protein như trứng, thịt, cá, v.v. để tăng sức đề kháng cho trẻ. Tăng cường các thực phẩm giàu kẽm như tôm, cua, gan động vật, thịt bò, các loại ngũ cốc, v.v. không chỉ cung cấp đầy đủ chất kẽm cho cơ thể mà còn giúp tăng sức đề kháng cho trẻ, giúp trẻ chống lại virus gây bệnh. Bổ sung các loại rau, củ, quả chứa nhiều vitamin C, E giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp nhuận tràng, tránh táo bón ở trẻ. Thưa quý vị và các bạn thân mến, trẻ em là đối tượng cần được bảo vệ và ưu tiên bảo vệ. Hiện nay vẫn chưa có vaccine dành cho trẻ dưới 12 tuổi về Covid-19 một cách đúng nghĩa. Đại dịch đã tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực với trẻ em và làm cho con trẻ của chúng ta cảm nhận sự bất an, sự lo lắng, những căng thẳng tâm lý, cộng thêm những ức chế về tinh thần do không được vận động vui chơi, tự do khám phá thế giới. Đây là nguy cơ có thể tạo ra những căng thẳng tâm lý kéo dài,
hoặc là nền cho các tâm bệnh như rối loạn lo âu hoặc căng thẳng tâm lý, hoảng sợ và một số dạng bệnh khác. Do vậy, để tạo ra môi trường sống an toàn, xanh sạch, thì chính từ trong mỗi gia đình sẽ phải duy trì và thiết lập nguồn năng lượng tâm lý an toàn, tích cực, yêu thương, nhất là trong bối cảnh này. Quan trọng nhất là cần hỗ trợ chính mình sao cho cân bằng tâm lý. Động viên trẻ em thay vì cứ dọa dẫm hoặc kiểm soát nghiêm ngặt, không phân tích và chia sẻ. Đương nhiên, cần nhất vẫn là khả năng chống dịch của chúng ta, cần quyết liệt tuân thủ các biện pháp an toàn về tinh thần lẫn sức khỏe, cần hỗ trợ các chỉ đạo chủ trương chống dịch để chúng ta quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Kính thưa quý vị thính giả, chương trình radio chăm sóc tinh thần mùa dịch Psycare, chương trình được thực hiện bởi Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng Báo Tuổi Trẻ, nằm trong chuỗi hoạt động nghiên cứu xây dựng một số hoạt động chăm sóc tinh thần cho đối tượng tại khu cách ly. Đến đây cũng xin phép được khép lại. Email góp ý chia sẻ đến chương trình, quý vị vui lòng gửi về địa chỉ tto@tuoitre.com.vn hoặc email về trang fanpage Psycare tư vấn và chăm sóc tinh thần mùa dịch để được kết nối và gửi thông tin hỗ trợ nha. Còn bây giờ, Ngọc Ánh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.